Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 55. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Toán lớp 4, trang 55, mình sẽ học thực hành về vẽ hình vuông nhé. Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm. Ta có thể vẽ như sau. Trước hết mình sẽ vẽ cạnh DC là 3 cm. Mình sẽ dùng cái thước thẳng của mình để vẽ một đoạn DC là 3 cm. Sau đó mình sẽ dùng thước AK, mình kê vô đây một cạnh góc vuông trùng với DC, và cái góc vuông này sẽ trùng với điểm D. Giờ mình sẽ vẽ một đường thẳng từ trên xuống, đúng rồi. Mình sẽ lấy từ điểm D lấy lên 3 cm, thì điểm đó chính là điểm A. Tiếp theo mình sẽ dùng cái thước AK, mình sẽ lấy một cạnh góc vuông cho trùng với DC. Góc vuông sẽ nằm ngay điểm C, và mình kẻ từ trên xuống dưới, lấy từ điểm C lên đúng 3 cm nha, chấm một điểm, đó là điểm B. Mình sẽ nối A với B nữa, thì mình sẽ được cái hình vuông là ABCD, bốn cạnh đều là 3 cm, đúng này. Như vậy đó là cách để mình vẽ được một cái hình vuông, đúng không, trên một tờ giấy trắng nha. Giờ như vậy là mình xong phần thực hành vẽ hình vuông. Phần lý thuyết mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ câu số 1, người ta kêu mình vẽ hình vuông góc cạnh là 4 cm. Như vậy mình sẽ làm tương tự như cái phần trên, đúng không? Trước hết mình sẽ vẽ cạnh DC 4 cm, sau đó mình sẽ dùng thước AK, mình kê cái góc vuông ngay cái điểm D, một cạnh góc vuông trùng với DC. Mình sẽ dùng cái bút chì mình vẽ bạch từ trên xuống, và mình lấy từ điểm D lên trên là đúng 4 cm, mình chấm một điểm, đó là điểm A. Tiếp theo mình sẽ kê thước AK đỉnh góc vuông, cái góc vuông sẽ ngay điểm C, cạnh góc vuông, một cạnh góc vuông sẽ trùng với DC. Mình sẽ dùng cái thước cái viết chì, mình sẽ kẻ từ trên xuống và lấy từ điểm C lên 4 cm, mình chấm một điểm, đó là điểm B. Nối AB được, mình sẽ được một cái hình vuông ABCD, đúng không? Sau khi vẽ hình vuông xong, câu B người ta kêu mình tính chu vi của hình vuông và diện tích của hình vuông. Mình nhớ chu vi sẽ là lấy cạnh nhân cho 4, còn diện tích mình lấy cạnh nhân cho cạnh là ra kết quả, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1 luôn. Giờ thầy sẽ làm câu A chứ nha. Như vậy để vẽ hình vuông có cạnh 4 cm, ta sẽ làm bước như sau nha. Trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng DC là 4 cm. Sau đó mình vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó thì mình sẽ lấy đoạn thẳng DA bằng 4 cm và CB bằng 4 cm. Sau đó mình sẽ nối AB lại với nhau, thì ta được hình vuông ABCD có cạnh là 4 cm, như hình cái bàn, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nhé. Giờ tiếp theo câu B thì người ta kêu mình tính chu vi và diện tích của hình vuông, đúng không? Trước hết thầy sẽ tính chu vi của hình vuông nhé. Chu vi của hình vuông là như vậy, mình nhớ là chu vi thì mình lấy cạnh nhân cho 4 nè. Như vậy mình sẽ lấy 4, cạnh là 4 cm nhân cho 4 thì bằng 16 cm. Đúng không? Tiếp theo thầy sẽ tính diện tích của hình vuông luôn nha. Diện tích của hình vuông là diện tích thì mình sẽ lấy cạnh nhân cho cạnh, có nghĩa là 4 nhân 4, đúng không? Cũng bằng 16 nha. Nhưng mà đơn vị ở đây sẽ là cm vuông, đúng không? Diện tích sẽ là cm vuông, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ như vậy mình sẽ qua tiếp câu số 2 nha. Giờ tiếp theo câu số 2 vẽ hình mẫu. Như vậy là ở câu A thì người ta kêu mình vẽ một cái hình vuông, bên trong là một cái hình khôi, đúng không? Như vậy mình sẽ vẽ một cạnh trên dưới đều được hết. Mình sẽ vẽ một cạnh 4 ô ly, sau đó vẽ lên 4 ô ly,
vẽ qua trái 40 ly và vẽ xuống 40 ly, mình sẽ được một hình vuông, mỗi cạnh đều là 40 ly ha. Rồi sau đó mình sẽ chấm một điểm ở giữa đây, một điểm ở giữa đây, một điểm ở giữa đây và một điểm ở giữa đây. Mình sẽ nối lại thì mình sẽ được một hình khối, đúng không? Một hình khối sẽ có bốn cạnh bằng nhau, thì chính đó cũng chính là hình vuông luôn nha. Tiếp theo là câu B, mình sẽ đây là ô ly tập của mình. Mình sẽ chấm ở đây một điểm, ở đây một điểm, và bên đây một điểm, bên đây một điểm, mình sẽ được bốn điểm đúng không? Giờ mình sẽ dùng đây là tâm của hình tròn, mình sẽ dùng công ba, mình vẽ một hình tròn có bán kính là 2 ô ly. Sau đó mình sẽ nối bốn điểm là điểm này xuống đây một cạnh, xuống đây một cạnh, xuống đây một cạnh này. Như vậy mình sẽ được một cái hình hình vuông sẽ nằm trong cái hình tròn như vậy nha. Đúng không? Mình sẽ tự vẽ hình ở câu số 2 vô tập của mình nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ tiếp theo câu số 3. Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh là 5 cm. Giờ kiểm tra xem hai đường chéo AB, AC và BD có vuông góc với nhau hay không, có bằng nhau hay không. Như vậy là cái pha trước hết là mình sẽ vẽ hình vuông có cạnh là ABCD có cạnh 5 cm. Mình sẽ vẽ tương tự như câu số 1, nhưng mà lúc này là 5 cm chứ không phải là 4 cm nhé. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ nối hai đường chéo là nối A với C là và B với D là. Rồi sau đó mình sẽ dùng khước Eke để kiểm tra có vuông góc với nhau hay không, và dùng khước để kiểm tra xem có độ dài hai đường chéo bằng nhau hay không. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Như vậy là trước hết mình sẽ vẽ hình nhé. Để vẽ hình vuông ABCD có cạnh là 5 cm, ta sẽ theo các bước sau. Trước hết là mình sẽ vẽ đoạn thẳng DC là 5 cm nhé, đúng không? Sau đó mình sẽ dùng cái khước Eke để mình vẽ được thẳng vuông góc với DC tại điểm D và vuông góc với DC tại A. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó thì ta lấy đoạn DA sẽ bằng 5 cm, đúng không? Và lấy đoạn CB cũng bằng 5 cm. Nối AB với nhau thì mình sẽ được hình vuông có cạnh là hình vuông ABCD có cạnh là 5 cm, đúng không? Sau khi vẽ xong hình vuông thì mình sẽ dùng khước Eke mình kiểm tra. Mình sẽ vẽ hai đường chéo xong rồi mình sẽ kiểm tra luôn nha. Giờ sau khi quay mình vẽ xong hình vuông thì mình sẽ vẽ hai đường chéo, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ dùng khước Eke mình kiểm tra thì mình thấy hai đường chéo AC và DC sẽ vuông góc với nhau nha. Góc chỗ này 4, hai đường chéo sẽ vuông góc nha. Vì mình sẽ được 4 góc vuông, đúng không? Góc trên, góc dưới, bên trái, bên phải đều là góc vuông hết. Rồi sau đó dùng khước đo để đo hai đường chéo AC và BD thì mình thấy là độ dài hai đường chéo sẽ bằng nhau nha, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy bài giảng giới thiệu bạn nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.